Xin chào các em, xin chào các em đã học buổi học ngày hôm nay của anh Sơn. Hôm nay anh và các em sẽ cùng nhau học các cái câu hỏi từ vựng cơ bản nha. Thì ở chủ đề Education này mình sẽ có hai bài ấy bạn. Một bài thì anh Sơn sẽ dạy về các cái từ vựng cơ bản, một bài mình sẽ dạy về các cái từ vựng nó khó hơn một xí. Thì ở bài số 1 ngày hôm nay mình sẽ đến với các cái từ vựng rất là cơ bản của anh Sơn. Ở đây mình có 30 câu từ vựng cực kỳ cơ bản, bám sát chương trình học sách giáo khoa của mình. Đầu tiên ở câu số 1 bạn nhìn cho anh Sơn. Ở nước Anh thì các cái trường tiểu học mình có cái cụm từ collocation, tôi dùng là primary education, là giáo dục tiểu học. Giáo dục tiểu học được cung cấp bởi các trường công lập, state school là trường công lập, được vận hành bởi chính phủ và bởi các cái trường mà phải thanh toán học phí. Về trường thanh toán học phí các bạn, trường gì mình đi học mình phải đóng nhiều tiền ta? Trường tư nhân, đúng không ạ? Trường tư tức là cái trường nó không có phụ thuộc vào chính phủ. Thì trường tư mình dùng cái cụm từ là independent school nha. Independent school là trường tư. Đáp án đúng rồi, Sơn chọn là câu A. School là danh từ đúng không? Chứ danh từ cần Sơn một tính từ. Nếu cần tính từ, các em bỏ Sơn câu B và đu ly đu của trạng từ. Bỏ Sơn câu C và đu ED, này là verb ED rồi đúng không? Và bỏ Sơn câu D vì NC là đu danh từ. Đây là kiến thức cơ bản về ngữ pháp. Vậy không cần biết cụm collocation, các em vẫn chọn là đáp án đúng là câu A. Vậy đuôi NT là đuôi của tính từ. Được không mấy đứa? Rồi tiếp tục cho anh Sơn sang câu số 2. Tiếp tục ở câu số 2 của anh Sơn thì các em thấy ở đây ceremony là danh từ. Trước danh từ các em nghĩ là cần một tính từ đúng không? Và các em có vẻ sẽ chọn câu C vì các em nghĩ là tính từ dạng đuôi in. Đúng không? Nhưng không, câu số 2 là một cụm collocation, cái lễ tốt nghiệp đó mấy đứa. Cuối cấp của mình có cái lễ tốt nghiệp đó, thì cái lễ tốt nghiệp ta dùng cụm từ là graduation. Graduation ceremony nha, là lễ tốt nghiệp, cụm danh từ ghép, hai danh từ ghép lại với nhau nha. Graduation ceremony. Câu mà chọn Sơn là câu này là câu A nè. Thì sau này các em đi thi nó có thể cho từ graduation, nhưng nó kêu điền cái từ gì ở đây. Đáp án A là ceremony, đáp án B là cho những cái từ nó có nghĩa là lễ hội vô, festival rồi ritual rồi lễ thì còn party đúng không? Đó thì cho những cái từ đó vô thì chắc chắn các em vẫn phải chọn từ gì? Từ ceremony, với là cụm từ nhớ bạn, cụm collocation, được không? Đó thì mình học những cụm từ như vậy mình làm bài rất là nhanh và mình nói tiếng Anh cũng nhanh hơn đúng không? Ví dụ bây giờ mình không biết lễ tốt nghiệp là gì anh Sơn ơi, thì mình học luôn cụm từ là lễ tốt nghiệp là graduation ceremony. Có thể mình biết từ graduation, có thể mình biết từ ceremony, nhưng mà tự nhiên khi ghép lại thành cụm từ lễ tốt nghiệp thì mình lại không biết diễn đạt làm sao đúng không? Thì đó là cái lợi ích của việc mình học từ vựng thông qua collocation ha. Rồi ở câu số 3 bạn nhìn cho anh Sơn nè. Một cái gì đó là một cái tài liệu chính thức chỉ ra rằng là bạn đã đậu một cái bài thi, hoàn thành một khóa học hay đạt được những cái chứng chỉ cần thiết. Câu A là bài test. Test là kiểm tra rồi. Bài kiểm tra thì không thể nào mà chỉ mình đậu đúng không? Mình phải kiểm tra xong mình biết mình đậu hay rớt chứ. Requirement là sự yêu cầu, không đúng luôn. Education là sự giáo dục, không đúng luôn. Mình có từ certificate. Certificate là bằng cấp, chứng chỉ. Ở đây anh Sơn muốn phân biệt cho các bạn những cái từ mà nó thường ra trong mấy câu hỏi là những từ dễ gây nhầm lẫn. Ở đây anh Sơn có từ là diploma. Diploma dịch cũng là bằng cấp, chứng chỉ anh Sơn ơi. Ở đây anh Sơn có từ degree, dịch cũng là bằng cấp, cũng là bằng cấp anh Sơn ơi. Anh Sơn có từ certificate. Em tra từ điển em cũng thấy nó nghĩ là bằng cấp anh Sơn ơi. Anh Sơn có từ qualification. Chữ A nha. Qualification. Em tra từ điển em thấy qualification người ta cũng dịch là bằng cấp, chứng chỉ anh Sơn ơi. Vậy thì bốn cái từ này nó có gì khác nhau anh Sơn ơi? Đúng không? Đặt câu hỏi liền. Thì đây anh Sơn hướng dẫn cho bạn nè. Ở đây anh Sơn chỉ nhất thứ nhất về từ certificate. Mặc dù các em tra từ điển á, các em thấy nó dịch là chứng chỉ, chứng nhận gì đó, nhưng mà các em hãy nhớ cho anh Sơn bản chất của cái từ certificate, tức là một cái tờ giấy chứng nhận, chứng nhận mình đã hoàn thành một cái công việc gì đó ha, hoặc là chứng nhận về một cái điều gì đó nha. Certificate bản chất, bản thân, bản chất á, bản chất cái từ này chính là cái
nghĩa là chứng giấy chứng nhận. Vậy thì ví dụ khi mình đậu một khóa, mình đậu một bài thi hoặc là mình đậu một khóa học thì tức là mình chứng nhận là mình đã hoàn khóa học đó, đúng không? Thì trong cái văn cảnh là người ta dịch là bằng cấp, và vô hình dung mà bạn dịch tiếng Việt nhiều, mấy bạn là nhầm lẫn với bốn từ này. Thì bạn nhớ nè, vì cái từ certificate nó có nghĩa là giấy chứng nhận, cho nên được dùng trong rất nhiều văn cảnh. Ví dụ sao là giấy khai sinh, giấy khai sinh người ta dùng cụm từ là birth certificate, đúng không? Tức là gì? Tức là chứng nhận cái lúc mình được sinh ra, đúng không? Rồi hai người kết hôn với nhau chứng nhận cái khoảnh khắc trở thành vợ chồng thì gọi là marriage, marriage certificate, tức là hôn thú. Bây giờ chết đi, chết thì còn cái chứng tử, đúng không? Tức là chứng minh mình đã chết thì mà dùng từ death certificate, giấy chứng tử, đúng không? Rồi ví dụ các em muốn đi làm việc ở nước ngoài, hoặc các em đi làm việc ở các cái tổ chức mà nó yêu cầu các em là giấy chứng minh, tức là gọi là khám sức khỏe đó, hoặc cái giấy mà để chứng minh em đủ sức khỏe để em đảm nhận công việc đó, thì mình gọi là, mình có hai cách gọi nhé bạn, người ta hay dùng từ medical certificate, hoặc là người ta gọi là doctor certificate nhé. Tức là cái chứng nhận của bác sĩ, thì chắc chắn là chứng nhận của bác sĩ là chứng nhận mình khỏe mạnh rồi. Hoặc mình dùng cái cụm từ là medical certificate, thì có hai cái từ nó dùng để diễn tả cái việc là cái giấy chứng nhận sức khỏe, được không? Vậy bản thân certificate là giấy chứng nhận, chứng nhận mình làm cái gì đó, hoặc chứng nhận mình hoàn thành xong cái gì đó. Vậy khi cái từ này được áp vào trong cái văn cảnh là mình hoàn thành một cái khóa học á, thì thường đó bạn, là một cái khóa học dạy về kỹ năng nha. Certificate thường sẽ là một khóa học dạy về kỹ năng, và khóa học này sẽ kéo dài trong khoảng 3, 4 hoặc là 5 tháng đổ lại nha, tức là không có kéo quá dài nha bạn. Giấy chứng nhận mà là những cái lớp học nhỏ. Ví dụ sau khi các em học xong đại học 4 năm, các em muốn học thêm kiến thức về marketing, các em muốn học về kiến thức về tài chính, các em muốn học kiến thức về phân tích báo cáo tài chính, các em muốn học kiến thức về phân tích vĩ mô, đúng không ạ? Vậy là những cái môn học nhỏ như vậy các bạn, nó bổ trợ cho cái bằng cấp đại học của mình, tức là nó chứng minh mình có năng lực thực hiện được công việc đó. Thì tất cả những cái khóa học nhỏ nhỏ mà kéo dài khoảng 2, 3, 4, 5 tháng đó thì đều được gọi là certificate. Các em hiểu chưa? Vậy thì trong cái ý nghĩa là bằng cấp chứng chỉ, thì certificate nó ám chỉ cái bằng cấp chứng chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tháng hoặc là 4 tháng. Rồi, từ degree phải là một cái bằng cấp mà kéo dài 4 năm thì nó chính là bằng đại học nha. Degree người ta dùng trong ý nghĩa là bằng đại học, bằng cấp phải kéo dài những 4 năm. Diploma là bằng tú tài, kéo dài khoảng từ 2 đến 3 năm. Và thì đó chính là bằng cấp 3 đó bạn. Mình có nguyên cụm từ là high school diploma, tức là bằng tú tài, tức là bằng sau khi mình học xong năm lớp 12 mình được nhận bằng tốt nghiệp năm lớp 12 đó mấy đứa ha. High school diploma. Còn qualification nó là bằng cấp nói chung. Ví dụ khi em đi ứng tuyển một cái doanh nghiệp nào đó, thì doanh nghiệp đó là yêu cầu em cần phải có những cái bằng cấp, đúng không ạ? Thì cái đó mình dùng từ qualification, bởi vì nó có thể là bằng đại học, nó có thể là chứng chỉ, nó có thể là bằng cấp 3, đúng không ạ? Tức là bằng cấp nói chung, hoặc là một cái bằng gì đó em học bên ngoài đó, ví dụ bằng IELTS, đúng không? Thì tất cả những cái bằng đó thì đều được gọi chung là qualification. Vậy qualification là một danh từ chỉ chung về bằng cấp, các loại bằng cấp. Còn certificate sẽ là một cái bằng mà kéo dài trong một khóa học từ 3 đến 4 tháng. Degree là một cái bằng kéo dài trong 4 năm và chính là bằng đại học. Và diploma là cái bằng kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 năm. Và mình có cái cụm từ luôn là high school diploma, bằng tú tài. Và nhớ là từ certificate người ta dùng trong cái ngữ cảnh là chứng nhận, birth certificate, chứng giấy khai sinh, marriage certificate, giấy hôn thú, death certificate, chứng tử, medical hoặc là doctor certificate là giấy chứng minh về sức khỏe, được không? Đó, bạn sẽ phân biệt cho bạn là bốn cái cặp từ gọi là trong cái phần gọi là từ cùng trường nghĩa, nhớ nha, hay thi đó bạn, hay thi lắm. Rồi nè, chỉ ra rằng là bạn đó đậu một cái bài kiểm tra, đúng không, hoàn thành một khóa học, đúng không, đạt được những kỹ năng cần thiết, đúng không, thì chắc chắn là chỉ có certificate thôi, chứ không thế nào. Ví dụ chỗ bạn cho từ degree đi thì cũng không đúng được, degree phải là 4 năm bằng đại học
nha, không đúng được. Chỗ mà cho từ qualification cũng không đúng luôn, vì qualification là bằng cấp nói chung mà, đúng không? Nó có thể là nó có thể là certificate, nó có thể là degree, nó có thể là diploma, đúng không? Nó có thể là bằng IELTS cơ, bằng cấp nói chung mà, thì sao chọn được qualification? Đó, ha. Ở những câu đó thì bạn cần phân biệt những cái từ như vậy. Rồi câu hỏi số 4, sau of mà bạn, sau of thì nếu cần danh thì chắc chắn cần danh từ, còn nếu cần động từ thì cần động từ dạng verb in, đúng không? A permit động từ dạng nguyên thể, câu này bỏ rồi. Allowance sự cho phép, permission sự cho phép, và admission, admission tức là cái sự mà mình được nhận vào một cái tổ chức hoặc là nhận vào một cái ngôi trường nào đó nha. Thì bạn nhìn trên sơn nè, trường học thì có thể quyết định học sinh nào họ được cái quyền ưu tiên nhập học. Vậy thì admission trong ngữ cảnh này sẽ dịch là sự nhập học, priority of permission, ưu tiên nhập học, được chưa? Rồi câu số 5, traveling, du lịch, doing research, thực hiện nghiên cứu, higher education là giáo dục đại học đó mấy đứa, và studying abroad là học ở nước ngoài, du học. Vậy thì cái gì đó là một cái trải nghiệm sao bạn xứng đáng và đầy ý nghĩa, nó cho học sinh cái cơ hội để sống ở nước ngoài, gọi là integrate themselves into, đúng không ạ? Mình có cái từ là integrate into, tức là hòa nhập bản thân họ với cái nền văn hóa của nước ngoài, gặp gỡ những cái sinh viên khác và đi du lịch, thì chắc chắn chỉ có đi du học thôi. Studying abroad, câu C đúng. Rồi, câu số 6 là một câu hỏi về kiến thức collocation. Ở câu hỏi này bạn căn cứ sơn từ a requirement, chắc chắn mà chọn từ meet nhé bạn. Không dùng collect, không dùng make, không dùng gather nha, dùng từ meet. Vậy thì mình có cái cụm từ là meet requirement. Là đáp ứng những cái yêu cầu. Không dùng từ meet, các bạn dùng sơn từ satisfy cũng được. Hai từ này, meet hoặc là satisfy requirement, là đáp ứng những cái yêu cầu, hoặc là đáp ứng những cái điều kiện là condition, đúng không? Đáp ứng những cái nhu cầu là dùng từ need. Ví dụ là rất khó là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động, từ need. Hoặc là từ demand, ví dụ là rất khó đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng xe của người nước ngoài, của người dân, đúng không? Demand. Hoặc là cái tiêu chuẩn criteria. Đó, về từ satisfy hoặc từ meet sẽ kết hợp với những cái danh từ phía sau tạo thành cụm từ, là đáp ứng cái gì đó, đáp ứng yêu cầu, đáp ứng điều kiện, đáp ứng nhu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, được chưa? Đó. Rồi ở câu số 7 bạn nhìn cho anh Sơn, Peter thì cố gắng hết sức, và bạn dùng anh Sơn cụm từ là do hoặc là cụm từ try one's best to work to do something, tức là cố gắng hết sức làm điều gì đây nè các bạn. Đó, Peter thì đang cố gắng hết sức để học với hy vọng rằng ông ta sẽ đạt được cái sự nổi tiếng và sự giàu có, tài sản trong tương lai, đúng không? Vậy là achieve của Sơn đạt được, câu này hỏi về nghĩa của từ thôi, câu D đúng. Đó, rồi tiếp tục chuyển đến Sơn câu tiếp theo, câu số 8. Câu số 8 này là một câu hỏi về về giới từ ha. Câu số 8 này của Sơn là một câu hỏi về giới từ. Thì cái từ distract, distract là làm sao nhãn các bạn nha. Distract là làm sao nhãn. Vậy thì mình dùng cái dạng gì? À, các em học từ vựng thì các em phải học với cái giới từ của nó. Thì gặp những câu này các em rất là dễ làm. Distract somebody something from something nha. Cho nên khi học các em phải tra từ điển. Và anh Sơn có nói rồi đúng không ạ? Tra ít nhất cho anh Sơn là 3 từ điển: Cambridge, Oxford and Longman. Bạn nào mà muốn bổ túc thêm collocation thì có thể tra thêm từ điển collocation, anh sẽ hướng dẫn, đúng không? Còn phần idiom thì nó hơi nhiều, nó hơi khó, thì sau này anh Sơn dạy, anh Sơn có cho các bài tập idiom thì mình làm đến đâu, mình gặp từ nào thì mình note lại mình học nha. Hoặc là anh Sơn mở rộng đến đâu thì mình note lại mình học, chứ thật ra idiom thì khá là nhiều, được chưa? Và anh Sơn cũng có riêng một khóa dạy về phrasal verb idiom collocation từ vựng nâng cao ha. Bạn nào muốn chinh phục những cái đó thì mình sẽ tham gia những khóa học chuyên sâu hơn về như vậy. Nhưng mà chắc chắn là trong combo lộ trình của mình thì sao các bạn luôn sẽ có đầy đủ cho em, đúng không? Nhưng để em tự tin hơn thì em đăng ký thêm cái khóa khác. Rồi, ở đây mình có từ distract thì có làm sao nhãn nha bạn. Distract làm sao nhãn.
Ví dụ là sao gì nhỉ? Đừng có làm sao nhãng với tôi khỏi cái công việc của tôi đó mà. Don't distract me from my work. Nha. Don't distract me from my work. Đúng không? Đó, đó. Làm sao nhãng. Nó là nè, làm à, những học sinh, những cái người mà du học nước ngoài thì có thể bị sao nhãng khỏi việc học. Thì cho mình dùng xương từ from. À đúng. Nha. Rồi, câu số 9 đó bạn. Câu số 9 ở một vài các ngôi trường thì có cái cơ hội khi chúng ta tham gia vào những cái chuyến trao đổi sinh viên, trao đổi với sinh viên nước ngoài, các cái chuyến gọi là cái chuyến tham quan trường với các quốc gia ở những có cái ngôn ngữ khác biệt và nền văn hóa khác biệt. Ngày nay thì học sinh có thể hiểu được cái kiến thức và thậm chí đạt được cái kỹ năng xã hội, trong khi đó vẫn vui chơi cùng thời điểm khi tham gia vào các chuyến đi này. Ý là như vậy mấy đứa. Về chỗ này bạn có cái từ assimilate. Từ này anh Sơn dạy trong chủ đề về culture rồi, văn hóa rồi. Assimilate tức là đồng hóa. Đúng không? Ngoài nghĩa là đồng hóa thì bạn tra Sơn từ điển tiếng Anh nha, đừng tra từ tiếng Việt. Thì nếu tra từ điển tiếng Anh bạn thấy là assimilate có cái nghĩa assimilate something, tức là fully understand an idea or some information that you are able to use it yourself. Tức là hiểu cho mấy đứa ha? Bằng với từ understand là hiểu. Vậy thì cho là assimilate knowledge, tức là hiểu những cái kiến thức, thì Sơn chọn được là câu B. Generate là tạo ra, phát ra. Thì bây giờ Sơn nói là từ generate electricity, tức là tạo ra điện. Electricity, tạo ra điện. Dedicate với từ to đúng không? Tức là cống hiến, hiến dân đúng không? Và separate, chia tách đúng không? Rồi. Câu số 10 là một câu hỏi về collocation. Tiếp tục bạn dùng Sơn cụm từ là see the point. See the point of, tức là hiểu được cái mục đích của cái gì, hiểu được cái mục đích, cái ý nghĩa của cái gì. Thì một vài học sinh là họ không hiểu được cái mục đích của việc học các cái môn học. Đó, hiểu chưa? Thì câu này chọn là câu C. D. Rồi. Câu 11 bạn nhìn cho anh Sơn câu hỏi về item. Các bạn dùng Sơn cụm từ là to be, hai on the agenda. Có nghĩa là được, được cái gì mấy bạn? Được ưu tiên hàng đầu. Được ưu tiên hàng đầu. Được không? Vậy là đúng rằng cái việc đầu tư vào giáo dục khoa học đó, ở trong trường học và các trường, các ngôi trường và các ngôi trường đại học thì nên được ưu tiên hàng đầu. Đó, thì câu anh chọn Sơn câu B. Câu số 12 là một câu là phrasal verb rất cơ bản ha. Cái chuyên đề phrasal verb thì Sơn dạy trong lớp từ ở lớp ngữ pháp nha mấy đứa. Thì chuyên đề Sơn dạy rồi đúng không? Mình dùng cụm từ là keep up with. Bằng cụm từ là catch up with. Có nghĩa là bắt kịp, đuổi kịp, đúng không ạ? Vậy là cái bà Belinda nè, bà bỏ lỡ một vài tháng học rồi bởi vì bệnh. Bà cảm thấy rất khó khăn khi bắt kịp, theo kịp, đuổi kịp các người bạn trong lớp của mình. Thì câu chọn Sơn là câu up, là câu D. Câu số 13, bạn dùng Sơn một cụm từ các bạn. Thinking, thì bạn dùng Sơn cụm từ là big picture. Big picture thinking. Big là lớn, picture là bức hình, một cái bức hình lớn, tức là một cái bức hình toàn cảnh, toàn diện, đúng không ạ? Vậy thì big picture thinking tức là một cái suy nghĩ toàn diện, suy nghĩ toàn cảnh nha bạn. Nào, mặc dù ở đây mình có từ này mình học trong lớp 11 rồi bạn, schooling tức là chương trình học nha bạn. Mặc dù chương trình học địa phương dường như đề cao cái suy nghĩ tập trung vào những cái tiểu tiết và cái việc tham gia năng động vào xã hội. Tuy nhiên trong cái môi trường làm việc đó là yêu cầu cái suy nghĩ một cách tổng quát nha, big picture. Được chưa? Còn câu số 14 này chỉ có một cái từ duy nhất có tồn tại thôi bạn, là từ bookworm, tức là con mọt sách, đúng không? My brother thì có một bộ sưu tập những cuốn sách và ông ta thực sự là một đứa mọt sách đó. Anh sẽ chọn là câu A. Câu số 15. Câu này bạn có từ là compliant là dễ dãi, obedient là ngoan ngoãn, conformingly thì không có dùng như vậy được, không có tồn tại nha. Và accordingly, accordingly có nghĩa là mình làm sao cho phù hợp,
hoặc có nghĩa là vì vậy cho nên. Thì cái câu này mình dịch thoát nghĩa ra mấy đứa thì là cái sự hướng dẫn mà được viết ở trên bảng á, nè, sự hướng dẫn được viết ở trên bảng, vì thế làm ơn hãy làm một cái công việc này, thực hiện công việc này một cách gọi là phù hợp nhất, accordingly, tức là làm việc một cách thực, là thực hiện cái công việc đó bạn, mà nó phù hợp theo cái sự hướng dẫn ở trên bảng nha. Thì cho mình dùng từ accordingly là hợp lý nhất. Chặn từ. Câu 16 là câu item, nên item rất cơ bản, mình bắt buộc phải biết nhé bạn. Item hit the book. Hit the book là học bài thôi bạn, đập cuốn sách đó bạn, đập cuốn sách học bài, study, học bài. Item là rất dễ ha. B đúng. Rồi câu số 17, bạn nhìn trên sơn với cụm từ cực kỳ hay gặp trong đề thi luôn, vì cụm này thường quá gặp. Ngày xưa cụm này thi đại học đó bạn, ở cái thời rất lâu rồi, cái thời mấy chục năm về trước, cái thời mà năm 2014-15 á, thì đây là một cụm từ rất hay thi. Nhưng vì nó trải dài một khoảng thời gian quá nhiều rồi, năm nào giáo viên cũng chỉ thường gặp trong các bài thi nữa, cho nên bây giờ cụm này cho mới cụm cực kỳ thông dụng, và cụm này chỉ xuất hiện trong cái bài thi kiểm tra trên lớp của mấy đứa thôi, các đề trên lớp của mấy đứa thôi, chứ để mà bộ mà dùng cái cụm này đi thi thì gần như là không còn mấy đứa, vì nó quá dễ, bắt buộc phải biết nhé. Cái câu item phải là cái câu về thành ngữ, là cái câu bản thân phải là câu khống chế điểm, tức là câu em phải lụi, tỷ lệ cao là phải lụi câu đó ha, nếu mà mình không có học nhiều, trừ những bạn nào thi Olympic, bạn nào học thi học sinh giỏi tiếng Anh học nhiều cái item này thì sẽ trúng. Còn bạn nào mà không có học nhiều mà lớp 12 mới học thì khó nha bạn. Hên su lớp 11 bắt đầu học thì sẽ trúng, tức là bạn có 2 năm học thì chắc chắn sẽ trúng, đúng không ạ? Thì ở cái cụm này thì nó quá dễ, thì cho nên là gần như là 90-10 bạn thì hết 9 bạn biết rồi, nhưng cụm mà chắc không thi đó bạn. Cụm từ là burn the midnight oil, tức là thức khuya cày cuốc cú đêm nha. Cherry là thức khuya cày cuốc, thức khuya nha bạn, thức khuya cày cuốc cú đêm thức khuya đó mình cày cuốc làm việc học bài đó mấy đứa. Burn the midnight oil. Rồi tiếp tục chuyển sang câu số 18. Ông ta đọc cái bài báo này một đọc qua bài báo này một cách rất là nhanh chóng để ông ta có thể get cái gì đó, get giờ nhé bạn, cho mọi người đây get giờ cái đó of it. Rồi thì để bạn dùng cho sơn thứ nhất, các bạn ở đây sơn chỉ bạn một cái thành ngữ, là cái thành ngữ là give hoặc là give somebody the run of something. The run of something, hoặc là mình dùng have hoặc là get the run of something, đúng không ạ? Sao cũng được. Thì cái thành ngữ này có nghĩa bạn, có nghĩa là mình có được cái have hoặc là get nè, có được cái permission, cái sự cho phép. Have permission to make full use of something, tức là có cái sự cho phép để tận dụng tối đa cái điều gì. Có cái sự cho phép để tận dụng tối đa cái điều gì thì ráp vào cái ý nghĩa này thì không hợp lý, đúng không? Mấy bạn có sơn cái từ khác, các bạn là get the gift, đây là collocation, này là item nè, còn này là collocation nha. Get the gift of, nó giống như kiểu là get the overview of nha, là nắm được cái tổng quan, nắm được cái tổng quan, get the overview. Thì đọc nhanh qua thì chắc chắn là nắm được cái tổng quan rồi ha, không thể nào nắm được cách chi tiết được, detail là chi tiết rồi, core là cốt lõi, không đúng rồi. Đọc mình đọc lướt qua, mình đọc nhanh qua làm sao mình hiểu được cái chi tiết, cái cốt lõi được, đúng không? Đó, câu 19 là câu thành ngữ bạn, nghĩ nát óc. Nghĩ nát óc là tôi phải nghĩ nát óc để nhớ cái đáp án, thậm chí đó là câu hỏi rất là đơn giản. Nghĩ nát óc bạn dùng sơn công từ là rack one spring. Nghĩ nát óc nha, rack one spring. Rồi câu 20, Gia Hưng thì có thể tính toán cái con số rất là lớn ở trong vòng một vài giây. Điều này thật là exceptional, khác biệt. Rồi thì em dùng cái từ gì anh Sơn ơi? Từ space. Space ngoài nghĩa là không gian nhé. Ô lộn, đúng là không gian.
không gian các bạn, space là không gian, ngoài nghĩa là không gian thì nó chính là, nó có một nghĩa khác, đây là từ đa nghĩa, nghĩa khác đó chính là cái khoảng thời gian, period of time, cái khoảng thời gian nha. Vậy là in hoặc là within the space of là trong cái khoảng thời gian bao lâu đó nha, thầy chơi cho sơ chọn là câu A. Trong khoảng thời gian là 2 giây, một vài giây nha, seconds. Rồi câu số 21, một cái từ cũng cực kỳ thường gặp trong cái chủ đề về education, cụm từ cram for là học nhồi, học nhét. Học nhồi nhét là sao anh Sơn ơi? Tức là gì? Tức là thầy cô thông báo là 3 tuần nữa thi nha mấy đứa, mà đâu phải mới về học liền đâu bạn, để tuần cuối cùng mà học, đúng không? Có bạn là còn để 2 ngày cuối cùng mới học đó, làm sao học kịp mấy đứa? Học sao kịp được thì sao? Học nhồi học nhét đúng không bạn? Tức là học một cái đó trong khoảng thời gian rất là ngắn. Prepare something in a short period. Một vài học sinh thì chỉ học nhồi học nhét cho các bài kiểm tra mà thôi, khi mà không còn thời gian nữa, vì thế kết quả thì không có được cao lắm. Câu 22 với cụm từ là on behalf of. On behalf of là thay mặt đại diện cho ai đó. Mày có thể gặp ông Bike, cái người mà thay mặt cho trường học giải quyết các vấn đề về học sinh nước ngoài. Vậy mà bạn có từ là supervisor là người giám sát, researcher là nhà nghiên cứu, investigator là điều tra, đúng, người điều tra, và representative là người đại diện. Chắc chắn là thay mặt chứ là đại diện cái gì nữa. Câu số 23 với từ vocational education. Vocational education là giáo dục nghề nghiệp, tức là định hướng và dạy các kỹ năng để làm công việc đó nhé bạn. Vậy câu A là gì? Cung cấp kiến thức chuyên môn, kiến thức học thuật là không đúng. Kiến thức học thuật là mình đi vào lớp mình học với bạn. Ví dụ bạn học toán, học lý, học hóa, học ở các cái mô hình kinh tế, tất cả đó đều là kiến thức học thuật chứ không phải là kiến thức thực chiến. Kiến thức học thuật chứ không phải kiến thức thực chiến đâu. Gọi là sai. Câu C, cung cấp cái cơ hội mang chuẩn bị cho bạn việc làm không đúng nè. Cung cấp cái kiến thức về gì vậy bạn? Về scientific, về khoa học thì không đúng luôn đúng không? Mà phải là cung cấp những cái kỹ năng hoặc là cái kiến thức, cái giáo dục chuẩn bị cho công việc, thì còn là câu B hợp lý nhất. Sang câu 24, bạn có một cái thành ngữ là an eager beaver. Eager beaver nó diễn tả một cái người tích cực, cái người chăm chỉ bạn. Cái con hải ly á, các bạn biết đấy, cái con hải ly thì nó sao bạn? Nó rất là chăm chỉ về xây tổ nha mấy đứa. Cái con hải ly nó có thể xây nguyên một cái căn đập luôn các bạn. Xây nguyên một căn đập rất là to. Cho nên trong tiếng Anh người ta lấy cái hình ảnh con hải ly, người ta gán cho những cái người nào mà rất là chăm chỉ trong việc học tập hoặc là rất là chăm chỉ trong cái việc cái công việc của mình, thì người ta gọi là an eager beaver ha, cái người tích cực chăm chỉ. Tức là cái gì? Câu A, người thiếu nhiệt huyết, câu này trái nghĩa là không đúng nè. Người sẵn lòng làm việc chăm chỉ, câu B hợp lý luôn. Người người làm ít hơn được mong đợi là không đúng, và cái người họ không sẵn lòng làm việc là không đúng luôn. Đúng không ạ? Rồi tiếp tục chuyển sang câu số 25, câu này mình học từ lớp 10 sách giáo khoa cũ nha các bạn. With flying color. Bây giờ bạn tưởng tượng nha, khi nào mà có những cái màu sắc đó bay các bạn. Bây giờ bạn cái tưởng tượng trên sơ là khi bạn đạt điểm cao, hoặc là bạn ví dụ bạn đi thi đúng không? Đi thi mà đạt điểm số cao, hoặc là bạn đậu tốt nghiệp, hoặc là các em thành công trong công việc của mình, các em về nhà, hoặc là các em gặp bạn bè thì bạn bè sẽ tổ chức tiệc cho mình đúng không ạ? Thì sẽ có những cái bóng bay đúng không? Cái bóng bay nhiều màu sắc bay lên, tức là ở đó là người ta tổ chức tiệc, người ta chung vui với mình đúng không? Vì chính cái ngữ cảnh đó, chính cái hình ảnh đó mà xuất hiện cái cụm từ là with flying color, tức là với những cái màu sắc bay lên, hoặc mình dịch nôm na là với những cái bóng nhiều màu sắc nó bay lên, tức là gì? Tức là với kết quả xuất sắc nhất. Khi nào mà mình có bóng bay lên đó bạn, khi nào mà mình được tổ chức tiệc chúc mừng, khi mình đạt được kết quả cao trong kỳ thi, khi mình đạt được kết quả cao trong công việc đúng không? Vậy thì with flying color bạn có thể dịch cho anh Sơn là với kết quả xuất sắc. Với kết quả xuất sắc, dịch tiếng Việt nha bạn, hiểu không? Nhưng mà anh Sơn đang giải thích cho bạn là cái ngữ cảnh, cái tình huống mà cái từ này được sinh ra. With flying color vậy là very well hoặc là with a very high mark. Nào, tôi đậu cái kỳ thi đậu vào đại học với kết quả rất là xuất sắc.
À, tức là đi thi xong rồi về thì chúc mừng đó, bạn được thổi bóng bay lên trời đó ha, tưởng tượng ra được cái hình ảnh đó chưa. Rồi optional là tùy chọn ha bạn, trái nghĩa với tùy chọn tức là compulsory, và đồng nghĩa với từ compulsory chính là từ mandatory, tức là bắt buộc. Trái nghĩa tùy chọn là bắt buộc. Từ tough mà giống từ difficult nó bạn, khó khăn rồi. Nhưng mà từ tough là từ đa nghĩa, ngoài nghĩa là khó khăn thì nó có nghĩa gì? Thì bạn nhìn cái văn cảnh này cho anh Sơn. Trường học á, thì are more relaxed nowadays, tức là ngày nay thì trường học họ dễ dãi hơn. Khi mà các quy định nó ít, thì không phải là ít khó được, mà quy định nó ít dễ bạn, nó ít nghiêm khắc hơn trước đó. Về chỗ này không phải là khó khăn mà là nghiêm khắc. Về nghiêm khắc anh Sơn chọn Sơn câu C từ strict. Strict là nghiêm. Ủa, chọn từ trái nghĩa là mấy đứa. Vậy là đồng nghĩa là câu C nhé bạn. Strict là đồng nghĩa. Không đúng. Đúng không ạ? Loose, lỏng lẻo. D đúng. Nhá. Loose, lỏng lẻo. Rồi. Severe là nghiêm trọng và accurate là chính xác, thì câu D rồi. Ở đúng là tough. Rồi, tiếp tục nè. Dick, à ở đây các bạn có từ là miserable. Miserable là tồi tệ đúng không? Hoặc là nghèo nàn. Vậy là miserably là diễn tả cái điều rất là tiêu cực đúng không? Rất là tồi tệ. Vậy là ông ta đã làm rất là tệ trong bài kiểm tra cuối kỳ. Làm rất là tệ tức là ông ta đậu kỳ thi, trái nghĩa là đậu ha mấy đứa. Trái nghĩa là đậu. Rồi. Câu số 29. Nè, decent education. Decent education là một cái giáo dục thỏa đáng, hợp lý thỏa đáng, đúng không? Vậy là hợp lý thỏa đáng tức là gì? Hợp lý thỏa đáng tức là đúng đắn sao, đồng nghĩa rồi, đầy đủ sao. À, hai câu A bạn, câu A và câu D đồng nghĩa với nhau nhé. Sufficient and adequate có nghĩa là đầy đủ, trái nghĩa chính là trái nghĩa câu C đó bạn ha. Deficient là thiếu, thì cái giáo dục mà thỏa đáng hợp lý là giáo dục đầy đủ đó bạn, theo văn cảnh như vậy. Và câu 30 mình học ở trong cái bài về cụm động từ rồi, với bạn nhớ cái từ catch on không? Lộn, catch on to không? Là hiểu đó, understand something đó. Nhớ là Sơn dạy không? Đó, vậy là catch on trong ngữ cảnh này là hiểu nè, còn bạn là không biết. Catch on có nghĩa là nổi tiếng đó bạn. Bằng với từ become popular. Đúng không? Đó, thì anh Sơn liếc cho anh Sơn biết là nghĩa là hiểu vì sao. Vì anh Sơn dịch sơ quá bạn, bạn nhìn trên Sơn à. Tập trung vào trong bài giảng hoặc là bạn sẽ không hiểu những cái nội dung mà tôi đang đề cập đến. Đúng không? Mention đề cập. Đúng chưa? Vậy là hiểu là câu B đúng rồi. Ở à, đâu? À đâu bạn, câu B là hiểu một phần thì cũng không đúng, hiểu một phần cũng là hiểu nhé. Trái nghĩa hiểu phải là không hiểu chứ. D hợp lý nhất, được không? Rồi. Buổi học này kết thúc, xin chào các em, chúc em một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các em trong các buổi học khác. See you later.